bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Trong con người Đàm Vĩnh Hưng luôn có một người ấm áp, trọng lượng và muốn bao bọc tất cả những gì thân thiết. Một con người khác là sự nổi loạn và bất chấp. Đàm Vĩnh Hưng là người kiêu hãnh đến mức bị hiểu là ngông cuồng và dường như anh muốn phủ lên mắt của công chúng một hình ảnh lấp lánh đến chói sáng. Sự xa qua của một ngôi sao thời thượng những hình ảnh tạc tỷ được xuất hiện trước khán giả. Tất nhiên, nếu bạn đã chấp nhận tôn vinh anh ấy là ông Hoàng Nhạc Việt, thì hẳn nhiên ông ta là duy nhất. Một ông Hoàng cách xê cao ngất, chạy xô quanh năm, cơ ngơi kinh hoàng bề thế, vậy thì bày biện ra sự xoe xoa, giản dị cho ai coi. Và người nghệ sĩ, nếu không có niềm kiêu hãnh, thì tài năng, danh vọng kia đáng giá mấy xu. Thế nên, khi anh nức nở khóc để nói về nỗi khốn cùng trong suốt mấy chục năm cuộc đời, với những khoản nợ lớn phải trả thay mẹ, nó là một cú sốc không ai tưởng tượng được. Bởi nó giống như cái hộp đen trên máy bay ghi lại mọi điều, nhưng người ta thường chỉ sử dụng đến nó như giải pháp cuối cùng để tìm ra sự thật. Bạn có thể thấy Đàm Vĩnh Hưng nóng tính đến mức phản pháo âm âm với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính hay đàn chị Thanh Lam và bạn cũng thấy Đàm Vĩnh Hưng hơn thua đến cùng với Quang Lê trong những câu chuyện nghề nghiệp và showbiz. Nhiều người đã chỉ trích anh về việc này. Và nếu đọc Facebook của anh, bạn sẽ luôn gặp những câu đại loại như Tôi biết có nhiều kẻ đang rắp tâm làm hại, hoặc các người cứ việc hả hê đi. Tôi biết các người chỉ chờ tôi gặp chuyện là nhảy vào sâu xé. Những điều đó cho thấy đó là một phản ứng phòng vệ của một đứa trẻ bị tổn thương và phải giành giật với đời từ quá sớm. Và đứa trẻ ấy cũng gặp mấy chục năm bão táp bên cạnh một gia đình chưa khi nào là nơi yên ả để nương tựa. Cho đến khi thành công chói sáng thì Đàm Vĩnh Hưng cũng luôn gặp những sự cố không giống ai. Những tai nạn tay trời giáng xuống từ kẻ không chấp nhận được việc một thanh niên tưởng như đã yên dị ở dưới đáy lại ngôi thẳng lên vị trí hàng đầu vượt qua tất cả dèm pha đố kỵ và cả những toan tính ác ý như một con thú luôn muốn gầm lên dưới đối thủ vì biết hiểm nguy có thể sẽ luôn rình rập nhưng đàm vĩnh hưng luôn chấp nhận lùi lại trong những mối quan hệ với người thân Người ta đồn thổi anh đã mua nhà, mua xe, bỏ bạc tỷ để lăng xê người tình Dương Triệu Vũ nhưng Đàm Vĩnh Hưng chấp nhận những lời đồn ác ý đó như một cái giá phải trả của thành công để giúp Vũ có chỗ đứng vững chắc tại thị trường nội địa. Anh chăm sóc cho Dương Triệu Vũ từng chút từng chút từ cái cà vạt cho đến đôi giày trong những chuyến lưu diễn. Những ngày đó người ta mặc định mọi việc anh làm cho Dương Triệu Vũ là gì một mối tình. Nhưng đến khi tất cả học trò của anh trong các show truyền hình thực tế như Phượng Vũ, Viết kỳ Nhung hà dân đều được chăm sóc tận tụy như vậy. Lò giới thiệu show, may cho từng chiếc áo để diễn thì câu chuyện đó mới dần được cởi bỏ. Và khi ấy, người ta lại ngợi ca hình ảnh một người đàn anh luôn hết lòng với đám trẻ đến sau. Tôi vốn không thân với Đàm Vĩnh Hưng, nhưng vào năm 2008, trên zin.vn có một cuộc thi viết về Đàm Vĩnh Hưng và một số phóng viên được ban tổ chức mời viết bài. Cuối cùng Đàm Vĩnh Hưng đã trao cho tôi và Quỳnh Nguyễn báo tuổi trẻ, cúp lưu niệm và chụp một tấm hình chung. Câu chuyện đó ai cũng quên đi, cho đến một năm sau tôi gặp biến cố trong gia đình riêng và người ta nói rằng tôi và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ bí mật mờ ám. Từ Hồng Kông, Đàm Vĩnh Hưng đã gọi điện thoại về cho tôi và nói anh có thể làm bất cứ việc gì để minh quan cho em, hãy để anh giúp em, anh không sợ thiệt thôi vì mình là anh em. Tất nhiên, chuyện gia đình tôi anh không thể giúp, nhưng tôi tin với một tinh thần trưởng nghĩa ấy thì chắc chắn không bao giờ anh quay lưng với những người thân của mình. Khi chúng tôi đi dự tuần lễ phim Việt Nam tại Italy năm 2014, cả đoàn tới The Mall Outlet mua sắm. Đàm Vĩnh Hưng tất nhiên luôn mua nhiều nhất, nhưng không phải là mua cho riêng anh mà mua cho từng cái tên là mẹ, là em gái, là Dương Triệu Vũ, là cậu cháu trai nhỏ xíu, là những người trợ lý và cả những người fan thân thiết. Trong lúc chờ xe đưa diễn viên Ngọc Thanh Tâm đi chụp hình thời trang ở phố cổ Forzen về đón, chúng tôi mới đùa nhau đem mớ đồ Đàm Vĩnh Hưng mới mua ra đếm và chụp hình boss Facebook cho vui. Một bức ảnh vui vẻ trở thành đề tài trong suốt thời gian dài sau đó về sự xa xỉ và kệch cỡm như trọc phú gì khoe của của Mr. Đàm. Và khi sự việc công khai nợ nần của mẹ Đàm Vĩnh Hưng diễn ra, một tờ báo cũng đã tổng hợp lại những hình ảnh đó để nói rằng một người đi mua hàng hiệu và bày biện ra cả dĩa hè để đếm tại sao lại không bán bớt những món đồ trả nợ cho mẹ mình mà lại lên mạng khóc. Buổi tối hôm đó, tôi, Dương Triệu Vũ, Ngọc Thanh Tâm cùng đi ăn với anh tại một quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người đều bất bình vì bài báo đó cũng như những bình luận ác ý về anh trên mạng. Nhưng Đàm Vĩnh Hưng chỉ im lặng, mãi sau mới nói, mình không thể bắt tất cả thương mình được, chỉ cần mình biết rõ vì sao mình làm vậy và mình phải bình tĩnh để còn làm việc. Dường như luôn tồn tại hai con người trong Đàm Vĩnh Hưng, một người ấm áp rộng lượng và muốn bao bọc những gì thân thiết, một con người khác là sự nổi loạn và bất chấp. Sự ấm áp trọng lượng chính là cảm giác mình có thể chia tay ra với người khác để giúp họ tốt lên. Cái cảm giác thèm có một gia đình lớn, điều mà anh luôn khao khát từ tấm bé. Sự nổi loạn của Đàm Vĩnh Hưng dường như đã ăn sâu vào trong máu, bất cứ lúc nào cũng muốn vượt thoát khỏi thực tại để anh dương tới giấc mơ của mình. Sự nổi loạn ấy cũng khiến anh làm việc điên cuồng, quên ăn, quên ngủ. Anh có thể hát ba show ở Hà Nội đến 1 giờ sáng, rồi thức tới sáng, đáp chuyến bay vào Đà Nẵng hát show trực tiếp lúc 7 giờ 30, rồi trưa lại ra sân bay về Sài Gòn để tối hát hai show ở hai điểm diễn. Và sáng hôm sau, anh có thể đã xách vali để đến một đất nước khác quay phim, chụp hình và lưu diễn anh muốn làm tất cả và ôm ấp quá nhiều dự định lớn lao, đồng thời anh cũng hiểu quá rõ sự hữu hạn của thời gian và tuổi tác. Anh không chờ để sống theo nhịp bình thường mà anh muốn mọi thứ chạy theo mình, hối hả. Cứ như vậy, cái vẻ ngoài hào nhoáng giống như một niềm kiêu hãnh mà anh khoác lên trước mặt mọi người, nhưng rốt cuộc ở trong đám đông nào đó, anh cũng lẻ ra một mình, cô đơn trọn gói. Một năm trước, anh từng viết, cả một tuổi thơ gần như biến mất, trưởng thành trong nghèo khó và bị khinh bỉ, nhà cửa không có, gia đình ly tán, cha một nơi, mẹ một nơi, anh em một nơi, bước xuống cuộc đời với hai bàn tay trắng, đối diện và chống trả để tồn tại với cuộc sống bằng tất cả tận cùng của sức lực thành công được đổi ngang với tuổi trẻ và nước mắt, thành đạt giữa trăm ngàn sóng gió búa rìu dư luận và sự mặc quyền phán xét, kết tội của miệng lưỡi thế gian. Một giấc ngủ cũng không tròn, một miếng ăn cũng không bình thường như bao người, và một ngày mới với những trách móc muộn phiền. Suốt đời bị đẩy vào cửa giữa, dằn xé và phải làm quan tòa ngay chính trong ngôi nhà của mình, hạnh phúc cũng chỉ là thuê hoặc mua. Đó là chân dung tự quả của tôi trong 15 phút xin cho mây che đổ phận người, xin cho tôi nguyên dạng hình hài. Đời tôi không có niềm vui nào sống lâu, đều đặn đến nỗi niềm vui vừa tới tôi đã dặn mình không được vui nhiều vì chuyện buồn phiền sắp đến. Y như rằng luôn là như vậy, bởi sáng ngủ dậy những người thân dằn xé mình. Và một năm sau, câu chuyện anh nói đã diễn ra đúng như vậy chỉ trong một thời gian ngắn clip của đàm vĩnh hưng đã có tới vài triệu lượt xem và vài chục ngàn lượt sale điều đó không đơn thuần là một tin tức giật gân của thời đại bày đàn online mà câu chuyện của anh đã chạm vào một ngưỡng giá trị của đạo lý đó là tình mẹ con và những giá trị truyền thống trong gia đình và xã hội của người việt một lần nữa lại được đem ra soi lại rất nhiều người chia sẻ với anh vì họ đã phải sống trong những cảnh bạo hành, tinh thần nhiều năm tương tự và cũng có người muốn nếu bám những tính điều đã cũ để phê phán anh. Không ít người đã phản ứng với việc Đàm Vĩnh Hưng công khai chuyện mẹ mình nợ nần và anh phải trả nợ thay cho mẹ. Cái dòng kim cô về sự hiếu nghĩa của truyền thống Á Đông đã trối không chỉ mình Đàm Vĩnh Hưng mà hàng dạng đứa con khác vào những trầm uất kéo dài tôi có đọc đâu đó rằng việc mang thai và sinh con là những trải nghiệm tuyệt vời của con người. Đó là cái quyền của các bậc cha mẹ. Nhưng không nên dùng cái quyền ấy để bắt con cái phải trả công bằng việc gánh thay những việc tệ hại mà mình gây ra. Đàm Vĩnh Hưng đã mang khối u ấy suốt nhiều năm và cũng dằn dặt rất lâu. Và rồi, điều đó đã buộc anh phải một lần đối diện, đối diện sự thật đen tối ấy để cứu mình và cứu mẹ vì sao nói ra sự thật đen tối về mẹ lại là cứu mẹ bởi nếu không có sự thật này được công khai thì chắc chắn mẹ anh sẽ không còn đường lui rồi sẽ ra sao rồi anh sẽ vẫn phải gánh chịu mọi hệ quả xấu nhất có thể và anh chắc chắn mất mẹ trong cuộc rượt đuổi của những món nợ đối diện bằng tất cả sự trải nghiệm bình tĩnh nhất để từng bước giải tỏa khỏi mớ bồng bông lâu ngày có lẽ là con đường duy nhất để trái tim đau một lần cuối cùng rồi trở lại bình yên. Đối diện và chống trả để tồn tại với cuộc sống bằng tất cả tận cùng của sức lực. Thành công được đổi ngang với tuổi trẻ và nước mắt, thành đạt giữa trăm ngàn sóng gió búa rìu dư luận và sự mặc quyền phán xét, kết tội của miệng lưỡi thế gian một giấc ngủ cũng không tròn, một miếng ăn cũng không bình thường như bao người và một ngày mới với những trách móc muộn phiền. Suốt đời bị đẩy vào cửa giữa, dằn xé và phải làm quan tòa ngay chính trong ngôi nhà của mình, hạnh phúc cũng chỉ là thuê hoặc mua. Đó là chân dung tự quạ của tôi trong 15 phút. Xin cho mây che đủ phận người, xin cho tôi nguyên dạng hình hài. Đời tôi không có niềm vui nào sống lâu, đều đặn đến nỗi niềm vui vừa tới tôi đã dặn mình không được vui nhiều vì chuyện buồn phiền sắp đến. Y như rằng luôn là như vậy, bởi sáng ngủ dậy những người thân dằn xé mình. Và một năm sau, câu chuyện anh nói đã diễn ra đúng như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, clip của Đàm Vĩnh Hưng đã có tới vài triệu lượt xem và vài chục ngàn lượt sale. Điều đó không đơn thuần là một tin tức giật gân của thời đại bày đàn online mà câu chuyện của anh đã chạm vào một ngưỡng giá trị của đạo lý đó là tình mẹ con và những giá trị truyền thống trong gia đình và xã hội của người việt một lần nữa lại được đem ra soi lại rất nhiều người chia sẻ với anh vì họ đã phải sống trong những cảnh bạo hành tinh thần nhiều năm tương tự và cũng có người muốn nếu bám những tính điều đã cũ để phê phán anh không ít người đã phản ứng với việc Đàm Vĩnh Hưng công khai chuyện mẹ mình nợ nần và anh phải trả nợ thay cho mẹ. Cái dòng kim cô về sự hiếu nghĩa của truyền thống Á Đông đã trối không chỉ mình Đàm Vĩnh Hưng mà hàng dạng đứa con khác vào những trầm uất kéo dài. Tôi có đọc đâu đó rằng, việc mang thai và sinh con là những trải nghiệm tuyệt vời của con người, đó là cái quyền của các bậc cha mẹ. Nhưng không nên dùng cái quyền ấy để bắt con cái phải trả công bằng việc gánh thay những việc tệ hại mà mình gây ra. Đàm Vĩnh Hưng đã mang khối u ấy suốt nhiều năm và cũng dằn vặt rất lâu. Và rồi, điều đó đã buộc anh phải một lần đối diện, đối diện sự thật đen tối ấy để cứu mình và cứu mẹ. Vì sao nói ra sự thật đen tối về mẹ lại là cứu mẹ? Bởi nếu không có sự thật này được công khai thì chắc chắn mẹ anh sẽ không còn đường lui. Rồi sẽ ra sao? Rồi anh sẽ vẫn phải gánh chịu mọi hệ quả xấu nhất có thể và anh chắc chắn mất mẹ trong cuộc rượt đuổi của những món nợ. Đối diện bằng tất cả sự trải nghiệm bình tĩnh nhất để từng bước giải tỏa khỏi mớ bồng bông lâu ngày có lẽ là con đường duy nhất để trái tim đau một lần cuối cùng rồi trở lại bình yên. việc gánh thay những việc tệ hại mà mình gây ra. Đàm Vĩnh Hưng đã mang khối u ấy suốt nhiều năm và cũng dằn dạch rất lâu. Và rồi, điều đó đã buộc anh phải một lần đối diện, đối diện sự thật đen tối ấy để cứu mình và cứu mẹ. Vì sao nói ra sự thật đen tối về mẹ lại là cứu mẹ? Bởi nếu không có sự thật này được công khai, thì chắc chắn mẹ anh sẽ không còn đường lui rồi sẽ ra sao? Rồi anh sẽ vẫn phải gánh chịu mọi hệ quả xấu nhất có thể và anh chắc chắn mất mẹ trong cuộc rượt đuổi của những món nợ. Đối diện bằng tất cả sự trải nghiệm bình tĩnh nhất để từng bước giải tỏa khỏi mớ bồng bông lâu ngày, có lẽ là con đường duy nhất để trái tim đau một lần cuối cùng rồi trở lại bình yên. tất cả sự trải nghiệm bình tĩnh nhất để từng bước giải tỏa khỏi mớ bòng bong lâu ngày, có lẽ là con đường duy nhất để trái tim đau một lần cuối cùng rồi trở lại bình yên. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh báo nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.